quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Miss Ren 2021 Thùy Tiên chia sẻ sao đăng quang Hoa hậu, hé lộ ý nghĩa câu tiếng Thái lúc thi hùng biện. Vậy là hành trình đi tìm Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2021 chính thức khép lại. Không phụ lòng tin của người hâm mộ Việt Nam, Thùy Tiên đã xuất sắc vượt qua gần 60 đối thủ để cán đích tại vị trí Hoa hậu. Ngay sau khi đăng quang, tân Hoa hậu Miss Ren 2021 đã có dòng chia sẻ đầu tiên trên Facebook cá nhân. Cụ thể, người đẹp 1998 chia sẻ: Miss Ren International 2021 Việt Nam, đây là khoảnh khắc đẹp nhất đêm nay. Có thể thấy, sau bao nỗ lực cũng như cố gắng không ngừng nghỉ, Thùy Tiên đã xuất sắc mang về chiếc vương miện danh giá cho Việt Nam. Cùng nhau chúc mừng tân Hoa hậu Hòa bình quốc tế Nguyễn Thúc Thùy Tiên thôi. Tân Hoa hậu Miss Ren 2021 xúc động chia sẻ: quá nhiều cảm xúc vỡ òa trong Tiên lúc này. Bao nhiêu lời cảm ơn chắc chắn sẽ không đủ. Tiên xin dành tặng chiếc vương miện này cho tất cả khán giả Việt Nam. Cảm ơn những lời yêu thương cũng như những lời góp ý. Hôm nay giấc mơ đã thành hiện thực và Tiên muốn nói rằng nếu bạn có ước mơ, hãy can đảm và hết mình theo đuổi nó. Cuối lời, Hoa hậu Thùy Tiên không quên nhấn mạnh: Tiên đã làm được, bạn cũng sẽ làm được. Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021 Thùy Tiên cùng 4 Á hậu chia sẻ niềm vui đăng quang. Trước đó, Thùy Tiên đã làm nên lịch sử khi chính thức đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi Miss Ren International 2021. Lúc này đây, dân tình đang đổ dồn sự chú ý vào mọi phần thi của người đẹp đến từ Việt Nam. Đặc biệt, ngoài khả năng bắn tiếng Anh, tân Hoa hậu còn khiến dân mạng dậy sóng vì nói một câu tiếng Thái vô cùng trôi chảy lúc cuối trong phần thi hùng biện. Điều khiến dân tình tò mò lúc này nhất chính là câu tiếng Thái có nghĩa là gì? Được biết, câu nói Thùy Tiên dùng để chốt lại phần thi mang tính quyết định này chính là câu nói tiếng Thái với ý nghĩa làm cho thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người. Hiện cư dân mạng đang dần dần chia sẻ câu nói này trên mạng xã hội, thậm chí còn tạo thành cơn sốt. Người người nhà nhà tập nói tiếng Thái sau phần hùng biện ấn tượng của Thùy Tiên. Thùy Tiên tự tin hoàn thành phần thi hùng biện với khả năng bắn tiếng Anh và tiếng Thái. Khả năng ngôn ngữ và ứng xử của Thùy Tiên đúng là đáng nể. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.